À, cái nước ốc của nó ấy, các bác hãy để ý cho em cái nước ốc của nó nhá, cái nước da của nó ấy, thì nó rất là sáng, nó rất là mọng, nhìn nó trong ấy, nhìn nó trong cái miếng ốc đó nhá. Xin chào tất cả quý vị, thưa quý vị, hôm nay sẽ làm một cái video rất là đặc biệt, bởi vì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác một cái cách để cho các bác có thể phân biệt được đâu là ốc Singapore và đâu là ốc Indo, để cho các bác có thể hiểu biết hơn, cũng như là khi mà các bác chọn mua đồ gỗ khảm ốc ấy thì tránh bị mua nhầm cũng như là bị lừa các bác nhá. Ở đây thì em sẽ ví dụ cho các bác ở trên những cái bộ tranh tứ quý này. Một bộ là được khảm bằng chất liệu ốc Indo và một bộ là khảm ốc Singapore. Đây các bác xem, em sẽ quay sơ các bác xem trước. Đây các bác nhá. Khi mà nhìn xa ấy thì đây sẽ là ốc Singapore này. Và đây sẽ là một bộ ốc Indo. Đó, đây là bộ Indo các bác nhá. Đó. Và ở đây thì em cũng đang là có rất là nhiều ốc. Một lát nữa em sẽ quay cận cảnh cho bác xem những cái miếng ốc Singapore như thế nào và ốc Indo thì nó sẽ như thế nào. Đó, bởi vì hai cái chất ốc này trên thị trường thì nó đang là bị lẫn lộn rất là nhiều. Đó. Người ta đánh tráo khái niệm của hai dòng ốc này. Đây các bác xem nhá. Em sẽ quay cho bác xem luôn cái chất ốc Singapore. Bởi vì tại sao mà chúng ta cần phải phân biệt? Bởi vì cái giá trị của ốc Singapore và ốc Indo, đây đơn giản như hai bộ tranh tứ quý này đi. Đó, đơn giản làm thành phẩm nên như thế này. Cái bộ tranh tứ quý này và bộ tranh tứ quý này, hai bộ, một bộ Indo, một bộ Singapore, thì giá trị của nó đang là gấp đôi các bác nhá. Cái ốc Singapore nó đắt gấp đôi ốc Indo. Đó, cho nên là chúng ta phải tỉnh táo, tránh bị mua nhầm. Đây các bác xem. Đấy. Cái ốc Singapore ấy thì cái chất ốc của nó rất là sáng các bác nhá. Thứ nhất là ốc sáng và mọng. Đó, cái chất ốc nó rất là mọng các bác thấy không ạ? Cái độ bóng của nó ấy, nó rất là bóng. Và sáng là nó sáng đều các bác nhá. Nó sáng đều luôn. Đó, nó sáng rất là đều. Đó, màu nó rất là đều. Đó, nó không bị đen, nó không bị tối. Và cái nước ốc của nó ấy, các bác hãy để ý cho em cái nước ốc của nó nhá. Cái nước da của nó ấy thì nó rất là sáng, nó rất là mọng. Nhìn nó trong ấy, nhìn nó trong cái miếng ốc các bác nhá, nó trong. Đó, nhìn nó trong như nước vậy đúng không ạ? Đây các bác xem. Nó rất là mọng và nó sáng đều. Đó, kể cả ốc xanh các bác thấy không ạ? Kể cả cái ốc xanh, nó không đơn giản là ốc đỏ hay là đỏ non hay là cái gì cả. Mà cái ốc xanh của nó cũng là đẳng cấp các bác nha. Nó cũng là đẹp. Đấy, các bác xem nào. Nhìn nó rất là mọng ạ. Cái miếng ốc nó rất là mọng. Đó. Còn về ốc Indo thì làm sao? Thưa các bác. Cái ốc Indo đây. Đây, các bác nhìn xa này. Nhìn xa này. Đó, một bên Singapore và một bên Indo. Đấy. Cái bên Indo này á, thì cái chất ốc của nó cũng rất là đỏ. Nhưng mà cái độ sáng của nó ấy thì không thể so với Singapore được các bạn. Đấy. Nhìn nó rất là đen đúng không ạ? Nó áng đen, nó áng đen và nó sáng ở giữa các bác nhá. Thường thường nó sáng ở giữa và hai bên nó sẽ đen. Đó, hai bên nó sẽ đen hơn một chút. Nó đen hơn giữa một chút. Đó, đúng không ạ? Cái nước ốc của nó đen các bác nhá. Và cái độ bóng của nó ấy thì nó bóng rất là ít. Bóng rất là ít. Đấy, các bác xem. Đúng không ạ? Nhìn nó rất là tối, nhìn nó rất là bẩn đúng không ạ? Đây các bác xem này. À, đúng không ạ? Nó tối các bác nhá, nó đỏ nhưng nó tối. Nó không sáng, nó không mọng nước như thằng này. Đây, thằng này nhìn nó rất là bóng đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ quay cho các bác xem những cái miếng ốc mà đang là phần thô, chưa hoàn thiện thì nó sẽ như thế nào. Đây, đây là ốc Nhật này các bác này. Đây là ốc Nhật Bản này. Đó, ốc Nhật Bản thì nó rất là trắng các bác nhá. Nó xanh trắng. Nó xanh trắng, nó không đậm màu. Đây vào đây, em sẽ cho các bác xem những cái miếng ốc mà chưa làm thì nó sẽ như thế nào. Đây, miếng này là miếng ốc Singapore đây. Đây là miếng Singapore này các bác này. Đấy, các bác thấy không ạ? Nó rất là bóng đúng không ạ? Nhìn như cái gương ấy, nhìn như cái kính vậy đúng không ạ? Bóng như kính vậy. Còn đây, thằng Indo đây. Ốc Indo đây và ốc Singapore đây. Đây, quay xa cho các bác xem một chút đi. Đúng không ạ? Thằng này nó chỉ sáng được một giữa rồi, đúng không ạ? Đó, nó khá là tối. Nó khá là tối các bác nhá. Còn thằng này thì nó rất là bóng, đúng không ạ? Nó rất là mong. Đó. Và rất là mong trong cái video clip này thì các bác sẽ hiểu biết hơn về đấu khảm ốc để cho các bác có thể đi mua được tốt hơn, tránh bị mua nhầm cũng như là bị lừa các bác nhá. Và các bác hãy nhớ là bấm nút đăng ký kênh để cùng theo dõi cũng như là đồng hành với cơ sở của em. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.